trước khi vào chủ đề chính đó các bạn, mình mong các bạn hãy dành ra một ít thời gian để qua bên kênh Túp Chia Sẻ này để đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Đây là cái kênh nhỏ của mình và mình vừa mới tạo, cũng chia sẻ những cái mẹo hay đời sống hàng ngày nha các bạn nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Nếu trường hợp mà khóa kéo của các bạn á, nó bị gãy như thế này nè, mà chúng ta chưa thể nào mà thay được á, thì các bạn nên áp dụng theo cách này của mình nha. Đây, nó sẽ bị gãy ngang như thế này ha, và chúng ta chưa thể nào mà thay được liền, thì mình sẽ áp dụng theo cách này, dùng dây gút nè các bạn. Rồi, chúng ta chỉ cần xỏ ngang vào bên trong của cái khóa ha. Đây, sau đó chúng ta sẽ cắt bớt lại ha. Rồi, như thế này ha. Đó, rất là đơn giản nha các bạn nha. Không khó để chúng ta có thể làm như thế này. Rồi, hy vọng là cách này có thể giúp ích được cho các bạn khi các bạn bị gãy khóa sạc tay nha. Đây, nó bị gãy ngang như này ha, thì chúng ta sẽ áp dụng cách này nha, để mà chống cháy tạm thời, chúng ta chưa có thay được thì chúng ta sẽ làm thế này ha. Còn các bạn có cách nào mà hay hơn thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để mọi người cùng biết, cùng chia sẻ với nhau nha. Và các bạn cảm thấy video mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình để phát triển các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày là 8 giờ sáng nha các bạn nha.